Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay Thắng có một cái chương trình cùng với cả các bạn đoàn viên thanh niên của thành đoàn, có cái chương trình của anh Trần Văn Phát. Trần Văn Phát có gửi cho Thắng là thua đây là 10 bao cả đấy của anh Trần Văn Phát. Thì còn đâu là cái chương trình nữa tiếp theo nữa là chương trình của cá nhân Thắng sẽ mua muối mắm mì chính cộng với cả 10 bao gạo này của anh Trần Văn Phát sẽ sang bên thành đoàn trong cái chương trình tiếp sức mùa thi. Bây giờ mua mắm muối mì chính thì Thắng sẽ mua ở đây đó, một cái chương trình rất là ý nghĩa mà lần đầu tiên Thắng làm với cả các bạn đoàn viên tại thành phố. Thì nhiều các bác là cứ nghĩ là ở thành phố là không có người nghèo, không có người khổ, nhưng mà hôm qua thì Thắng có chia sẻ và nói chuyện với cả cái bạn bí thư, phó bí thư thành đoàn, thì bạn tên là Biên, thì bạn ấy có nói rằng là kêu gọi khoảng hơn 50 suốt này cơ, nhưng mà do cái cá nhân của Thắng và nó mấy ngày nay Thắng có rất nhiều việc bận nên là không thể đăng video để lên kêu gọi được. Thế nên là đây là cái số là 1,5 triệu của anh Trần Văn Phát đã gửi cho Thắng. Lần trước là anh đã gửi, anh gửi là 2 triệu nhưng mà đã chi là 500.000. 500.000 ở trên Đán Dầu mua kẹo rồi. Còn bây giờ thì sẽ còn 1,5 triệu nữa thì Thắng sẽ phải đi mua đốt cái số tiền này của anh Trần Văn Phát và cái số tiền của cá nhân Tất Thắng. Bây giờ thì Thắng sẽ đi vào trong đó để mua đồ cùng với cả các bạn đoàn viên thanh niên. Đây là một cái cửa hàng Vinmart ở ngay gần nhà của Thắng thôi. Đây là phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Thì cái chương trình muối mắm mì chính này là do cá nhân Tất Thắng sẽ mua cho các cháu học sinh. Các cháu học sinh này, tại sao nãy là Thắng không nói ở ngoài kia nữa mà phải đi vào đây, là tại ở ngoài đó rất là ầm. Đấy, anh Long cẩn thận che cái ấy này, che cái bắt mic này. Đó, anh cầm đó. Nên là để nói để cho các cô bác biết rằng là cái trường này là trường trung tâm hướng nghiệp dạy nghề các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố, có cái chương trình là tiếp sức mùa thi. Đó, trong cái chương trình này thì từ đưa đón đi lại các thứ là các bạn bạn đoàn viên ở bên công an ấy đã phối hợp với thành đoàn đã tổ chức cái chương trình đó rồi, là xe đưa đón rồi. Còn các bạn đoàn đang kêu gọi vận động giúp là các cháu ở các huyện đấy về đây ăn học, rồi là họ phải thuê trọ đấy, nên là để trong cái chương trình thi tốt nghiệp đấy tới này đấy, thì cá nhân Tất Thắng thì chỉ lo giúp được hộ cùng mấy anh Trần Văn Phát là như bạn Biên bạn nói là cần muối mắm mì chính và gạo đấy, thì Thắng thì sẽ lo cái phần muối mắm mì chính, còn anh Trần Văn Phát đó là sẽ đã mua là 10 bao gạo rồi. Xin lỗi là phải nói lại là vì do ở ngoài nó có thể hơi ầm đấy. Bây giờ thì Thắng sẽ đi hỏi giá là mua ở đây đấy. Đây thì tại vì là họ chỉ ở đây khoảng tầm độ 10 đến 15 ngày để ôn thi đấy, trong cái chương trình này do đáng nhẽ là đến hôm thứ tư tức là ngày 29 dương lịch là họ tổ chức trao cái này, nhưng mà hôm đó là Thắng phải đi lên khu vực là Mộc Châu đó, trong cái chương trình của Trung ương hội tổ chức tại Hà Nội xong là đi Mộc Châu, nên là Thắng sẽ phải đi cái chương trình đó, nên là vướng vào không thể trao được cái món quà này vào đúng cái ngày đó cho các cháu học sinh các bạn đến xuống ôn thi được, nên là hôm nay Thắng sẽ sang thành đoàn để trao trước đó. Bạn ơi, bạn cho mình 10 cái này đấy, 10 chai này mì chính với cả muối mắm một canh luôn nhỉ. Đây mua hàng ở đây thì các bác biết rồi, là riêng ở thành phố thì nhà Thắng cũng vậy và tất cả các anh em ở cơ quan cũng vậy, là toàn mua đồ ở đây, và Thắng cũng đã mua đồ ở đây rất nhiều lần và quay chia sẻ video để các bác biết rồi. Đâu đây 10 cái này, 10 gói 19 cái này. Nước mắm đâu? Nước mắm ạ.
anh lấy loại nào? Ở đây đang có rất nhiều loại. Đây. Loại thủy tinh nhỉ? Chai nhựa đâu? Chai nhựa đây. Bên đây cho mình 10 chai này nữa. Có chai nhỏ hơn không? Không anh ạ. Bây giờ toàn chai này. Nên là cho mình 10 chai này nữa này. Đó. Và cái gì nữa nhỉ? 10 một canh. Một canh đấy. 10 gói. Một canh. 10 gói một canh. Đấy. Và cái gì nữa nhỉ? Các cháu, tại vì là cái bạn biên ấy, bạn đoàn viên thanh niên, bạn biên ấy, bạn ấy nói với Thắng là gạo và muối mắm mì chính. Đấy, bạn ấy nói với Thắng như vậy. 10 cái này, mình nhá. Còn cái gì nữa? Chào anh Long, để chuyển máy cho em cầm những file trực tiếp để cho các bác biết. Mười chai, còn cái gì nữa nhỉ? Đây, dầu ăn đây đúng không? Muối, mắm, mì chính, bột canh, nhu yếu phẩm rồi. Còn cái gì nữa không? Chắc lấy cho anh 8 gói mì chính ở đây. Mì chính. Đấy, cái phần tất cả trong cái phần trong Vinmark này là do cá nhân Thắng bỏ tiền ra để mua cho các cháu ôn thi, tiếp sức mùa thi, nhưng mà chỉ được 10 cháu thôi. Không, bây giờ không phải thùng. Bạn làm nào mà cho mình 10 túi, mỗi một túi hộ cái này với, tại vì là mình chia cho các cháu ở đó. Vâng. Thế là mỗi một túi là sẽ một cái này này. Đúng rồi. Một chai mắm, mì chính, một bột canh là một dầu ăn. Đúng không? Vâng. Đúng rồi, đấy. Thế nó hợp lý xong à. Mới cả kèm bao gạo vào nữa là ok. Em lấy cho anh một canh em. Vâng, anh để em. Cho thử xem còn cái gì không? Miến miếc mì này không? Hả? Cho mỗi cháu một cái này nữa nhỉ? Nó nấu nhỉ? Ta cho cái một cái này nữa cho, mỗi cháu một cái gói đấy nữa. Đó là 10 túi đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Cái này đang được mua 1 tặng 1 nha. À, mua 1 tặng 1 à? Ờ thế được, mua 5 tặng 5. Mua 5 gái thôi. Đúng không? Em đưa thêm. Còn cái gì được mua 1 tặng 1 nữa không? Hả? Thế mất đấy. Mày mỗi cái miếng này thôi à? Em lấy thêm miếng cho khách ăn. Anh em một túi như này nhé. Rồi, một túi là như này đúng không? Cho bạn đóng thêm một túi như này được không? Được. Túi này không có chữ nghĩa gì à? Vinmark, Vinmeo gì à? Đây à? Đấy, đồ cửa hàng Thắng nói thật với các bác là Thắng đi mua đồ là cho các cháu ăn uống, nhưng mà không phải đồ vớ vẩn ở ngoài đâu. Bác yên tâm nhé, đây là Thắng đi mua là dầu ăn dầu nước vậy đấy, đảm bảo chất lượng. Rồi em lấy túi ra đóng khách của anh đấy, để lên trước này, để lên trước xong rồi cầm túi ra đấy. Cái được là túi nào anh em cầm ra cho ra xe luôn. Để điện xong rồi anh em mình sang thẳng thành đoàn thì. Ôi dồi, thôi. Ôi bình tĩnh. Đổ vỡ là điều tốt lành. Có liên quan gì đến bọn anh không đấy? Không à? Đổ bia à? Hả? Nước mắm à? Hạt nào thơm thế? Cẩn thận không các anh dẫm vào ấy đấy. Dày tí nữa lên thành đoàn đấy. Không sao. Hôm nay đổ một chúng ta, ngày mai sẽ không đổ nữa. Hôm nay đổ một, mai đổ hai chết. Đấy. Cửa hàng rất là uy tín nha các bác nhé. Cửa hàng này mua đây rất nhiều đồ rồi.
nhựa không vấn đề gì đúng không? Ừ. Chai nhựa thì sợ anh. Được chưa? Đủ chưa? Đây Thắng quay cho các cháu học sinh nhá. Đây một dầu ăn này. Nước mắm Nam Ngư này, chin su này. Bột canh này. Mì chính này. Miến này, đây, cho các cháu học sinh. Sợ thừa một đấy à? Úi, dẫm vào ấy đấy. Thủy tinh đấy. Thanh toán hộ mình với. Vâng, của anh ấy 1.678.000. 1.6 á? 1.678. 1.618. Ai gửi tiền cho các cháu. 1.670.000 đúng không? 1.678 ạ. À 1.678. 1.678. 1.000.000. Đấy, tờ 500 đấy. Đưa 200 nữa. Đưa cái thẻ kia nữa cho bạn ấy quẹt. Thẻ tích điểm ở đây này. Trong thẻ có 20 điểm. Rất nhiều điểm. Điểm liên tục. Trong thẻ của anh đang có 1.382 điểm. Anh em trừ 8 điểm lẻ trong thẻ của anh. Rồi ok. Thế vẫn được trả lại đúng không? Vâng ạ. Đây anh sự cầm tiền mà. Gạo thì của bác Trần Văn Phát nhé, còn là cái này là của Tất Thắng này. Đấy. Của bác Trần Văn Phát là mua gạo là hết 1.400.000, còn cái này là 1.678.000 của Tất Thắng. Ôi, em chào anh nhá. Vâng. Em đi ạ. Vâng. Đây. Sếp ơi, đang có một cái ý nhỏ này. Em gái này em vừa làm vỡ cái chai nước mắm mà em đang thử việc tuần đầu, cũng chưa được công nhận, thì Long giúp em đây. Để anh. Chai nước mắm đầu tiên. Tại vì quá trình này là nhiều khi là người ta đang thử việc tân đầu à? Đầu hả? Em gái? Bạn đấy hơi run. Em khổ thân run. Được bao hôm rồi? Là tuần này tuần thứ 2. Tuần thứ 2 à? Em hay cô à. Lương có cao không? Được rồi, chỉ chẳng mấy khi có anh ấy giúp. Em vẫn tiếp tục cống hiến với cái Vinmax này. Rồi. Đấy. Nhất em gái đấy. Tên gì nhỉ? Em tên gì không? Về hỏi đi. Em Trang à, mới đi thử việc. Em quay lưng để anh nhìn thêm cái chữ đằng sau ấy. Được. À, sẵn sàng phục vụ. Rồi. Very good, very good. Đây, rồi. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Hãy đừng cách cứ em này nhé. Rồi. Cảm ơn. À, thế là anh em Thắng đã mua xong đồ và anh Sự và anh Long thì là trêu một cái cô gái làm cô ấy hồi hộp quá. Đấy. Không biết có phải trêu không mà anh trêu à? Không. Hả? Anh trêu nào mua một tặng một cái là vỡ luôn cả một chai nước mắm rồi. Bạn em mới đi làm chắc là cũng hồi hộp. Đây phố ẩm thực nhá các bác nhá. Đấy, Hà Giang Thắng nhà Thắng ngay sau cuối cái phố này. Đấy. Phố ẩm thực cũng là phố mà trên phường của anh Sự taxi dù luôn. Đấy. Với anh Sự thì ở Hà Giang này thì chỗ nào cũng gần như là phường của anh ấy. Ngóc ngách nào cũng giúp chùi giúp các kiểu. Taxi dù. Đây chính là cây cầu Yên Biên đấy, cho những ai hẹn hò đấy. Hà Giang mến yêu của ta đấy.
Long nhỉ? Đúng rồi. Long chuyên hát bài này đấy. Hà Giang quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc cẩm trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Cố vùng cao về xuôi xuôi đời mới, thăm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Đấy, ngã tư trung tâm ấy, cái này cũng là trung tâm. Bên này là trung tâm của thành phố, bên kia là trung tâm của tỉnh. Hai bên nó song song nhau các bác nhé. Đây là ngay trước mặt đây là cái khu vực mà ngày xưa Thắng công tác, đó chính là phòng văn hóa thành phố. Thì đi sau cái vòng đó thì là thành đoàn, nó nằm ở cái khu vực đó. Đấy. Đi thẳng. Đó. À, khu này là ngày xưa Thắng công tác ở đây. Không phải ngày xưa nữa, đi thẳng đi, anh cứ đi thẳng. Đấy. Mặt đây vào thành đoàn. Đây này, nó là tòa nhà này này. Đây à? Từ từ xem có chỗ nào đậu không? Đâm vào đây luôn. Đâm vào đây luôn, ok. Đậu sát đây ạ. Đấy, cũng đậu sát đây ạ. Nhưng mà đậu kiểu gì để cho họ còn đi được ra đấy. Đấy, chứ này không đi ta không cả hẳn trong đường đó. Cứ đi thẳng vào xong quay đầu ra cho dễ. Biên đấy là phó bí thư thành đoàn thành phố. Thì hôm nay nhóm anh em Tất Thắng thì vào đây thì mang quà vào đây rồi. Thì bạn Biên cũng có lời chia sẻ và nói chuyện với cả anh em Tất Thắng là cũng còn có các cháu đang trong cái chương trình tiếp sức mùa thi thì cái phần xe cộ thứ là chắc là đã được đưa đón rồi đúng không nhỉ? Biên nhỉ? Rồi thì còn quà thì cũng chia sẻ với cả bên thành đoàn với cả bạn Biên với cả mọi người là bên Thắng là cũng mới chỉ giúp được có 10 suất thôi do cũng không quay được video chia sẻ. Nó có cái chương trình này thì nếu mà ấy trước được ấy thì phải thông báo thì Thắng, anh em Thắng có quay được một cái video nào đó chia sẻ thì có thể các bác đồng hành. Nhưng mà qua đây thì Thắng gửi quà lại của anh chị Trần Văn Phát. Đấy, có gửi cho Thắng là 10 bao gạo, còn đâu những cái nhu yếu phẩm kia là cá nhân của Thắng bỏ ra là giúp các cháu ở các huyện về đến thành đoàn và ở các trường trung tâm giáo dục thường xuyên nhỉ Biên nhỉ? Vâng. Đây là qua đây thì bạn Biên qua đây bạn Biên thành đoàn thì có muốn chia sẻ gì với cả khán giả của Thắng không? Thưa anh Thắng. Trước tiên là cho thay mặt thành đoàn em xin gửi lời cảm ơn đến Trần Văn Phát. Vâng. Và kênh anh em Tất Thắng đã động viên, chia sẻ, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng thành đoàn Hà Giang trong chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022. Cũng vừa có qua với các anh các chị là thành đoàn Hà Giang thì có xây dựng chương trình tiếp sức mùa thi theo kế hoạch số 13 của thành đoàn ngày 6/6 năm 2022. Trong đó có các phần việc và các nội dung để hỗ trợ ở 4 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Giang. Thì trong quá trình mà tổ chức thì thành đoàn Hà Giang có phối hợp với các đơn vị để rà soát các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp mà có hoàn cảnh khó khăn để thành đoàn có thể kêu gọi cùng các tổ chức để giúp đỡ các em. Thì qua rà soát thì trên địa bàn thì có danh sách đăng ký xin được hỗ trợ khoảng 23 em, phần lớn là tập trung tại trung tâm giáo dục
thường xuyên hướng nghiệp. Thì các em thì phần lớn là thuộc đối học ở trung tâm thì đúng thường là vừa học vừa làm. Thì các em đi học thời gian nghỉ thì các em làm thêm các công việc khác để đảm bảo sống. Tuy nhiên là trong quá trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông này thì các em cũng rất cần được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Tâm để các em có thể yên tâm ôn tập cũng như là thi đạt kết quả tốt. Về các em thì cũng có nhiều nội dung muốn xin hỗ trợ, nhưng mà về phía thành đoàn Hà Giang thì cũng có may mắn được là anh Trần Văn Phát và nhóm YouTube Nguyễn Tất Thắng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho được 10 em. Thì các em thì ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm thì các em cũng có nhu cầu được hỗ trợ trong quá trình đi lại, di chuyển đi thi, bởi vì một số các em ở các điểm xa ấy. Tuy nhiên thì thành đoàn đã có phối hợp với một số đơn vị để cử đoàn viên thực hiện cái việc là đưa đón các em trong quá trình thi cử. Thì cũng thay mặt thành đoàn, thay mặt các em thì rất cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các anh, các chị. Và cũng rất mong là trong thời gian tới thì thành đoàn Hà Giang cũng như các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên của các anh, các chị ạ. Cảm ơn bạn Biên, Phó Bí thư thành đoàn rất nhiều. Bây giờ thì Thắng với cả các bạn sẽ xuống và chuyển cái đồ đấy lại cho thành đoàn để đến hôm thứ tư này các bạn trao, đúng không? Vâng, vâng. Ok. Sáng thứ tư thì chúng em sẽ trao. Xin cảm ơn lời tâm sự của bạn Biên. Lên này. Đi giải áp cái gì vậy? Mấy gái nào? Lần đầu tiên bắt gạo kiểu này. Vào trong cái kho, cho trong kho. Gạo và đồ nhu yếu phẩm đã được bàn giao lại cho các bạn đoàn viên. Đến thứ tư thì các bạn ấy sẽ đi trao. Anh em Thắng đã trao xong quà thì bây giờ Thắng sẽ chạy thẳng vào trong Giáp Trung. Các bác biết trong cái chương trình mà có một cái ngôi nhà mà có hai vợ chồng mà nói là vô gia cư ấy, thì Thắng sẽ chạy vào trong đó, từ thành phố này đi vào đổ xăng ấy. Vào thành phố này đi vào trong đó khoảng mấy chục cây nữa, khoảng 70-80 cây thì Thắng sẽ vào trong đó để khảo sát lại và thông báo với gia đình. Hôm qua bạn Đức bên đoàn viên thanh niên chính quyền địa phương ấy cũng thì cũng đã trao đổi nói với cả gia đình rồi, nhất trí sẽ tiến hành làm nhà với cái số tiền của bác Tống Thanh Đa. Tại cái khu vực Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai đó. Đó thì bác ấy đã ra thành phố Hà Giang, đã đi cùng anh em Tất Thắng rất nhiều rồi. Thì tới này thì bác sẽ giúp cái ngôi nhà này. Bây giờ Thắng không vào khảo sát để cho bác Đa bác biết được. Và cuối cùng Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Đây là hiện giờ đang đổ xăng để đi vào trong đó. Thắng kết thúc cái video và hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo. Thắng cũng phải chạy khẩn trương, không nếu Thắng còn chạy được kịp từ Giáp Trung sang Minh Sơn nữa thì rất là tốt, nhưng mà bây giờ đã là 9:50 rồi, đi vào đến Giáp Trung thì nó lại còn phải đi xe máy vào đến cái thôn đó nữa, xong là bắt đầu mới quay ngược ra, tại vì đi sang bên Minh Sơn nó lại trái đường. Thắng rất muốn sang xem cái nhà anh Thỏa xem nó như nào, bạn bền bạn tìm được đất ra làm sao, chính quyền địa phương ở bên đó như nào, đã cái đường đã tu sửa để chở vật liệu được vào chưa cơ. Bây giờ thì Thắng sẽ đi vào trong Giáp Trung nhá. Một lần nữa Thắng xin cảm ơn bác Phát, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình bác, một sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mọi điều tốt lành sẽ đến với cả gia đình bác. Chúc tất cả các em học sinh nhận được quà, và những em còn chưa may mắn chưa nhận được quà của nhóm của cá nhân Thắng và bác Phát thì có một cái lòng tin vững vàng cho ngày mai lập nghiệp trong cái chương trình mùa thi này, và tự tin
bước vào một cái kỳ thi cho đúc rút cho mình những cái kinh nghiệm để ngày mai lập nghiệp trong cuộc đời và có một cái bài thi tốt để vượt qua được những cái sóng gió đầu đời của các bạn. Tại vì là Thắng cũng đã từng trải qua cái đó, học cấp 3 xong là cũng phải thi thố này nọ nên là cũng rất là đau đầu trong cái mùa thi, và đặc biệt là mùa này nó rất là nóng, các bạn ôn thi ôn thiếc là nó cũng rất là vất vả, lại còn phải ở phòng trọ nữa, lại xa bố mẹ đi từ ở các huyện về. Nên là chúc các bác các bạn nhé hãy tự tin vững vàng bước vào một kỳ thi tốt, có một cái số điểm tốt để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và bước vào cái cuộc đời mới cho các ngày mai lập nghiệp nó vững vàng hơn đấy, và có một cái nghề ổn định đấy, trong thời gian tiếp theo. Chúc các bạn đoàn viên của thành đoàn Hà Giang có một mùa hè ý nghĩa và bổ ích, hoạt động nhiều những cái chương trình ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng, các bạn đoàn viên thanh niên về địa phương có những cái trải nghiệm tốt đẹp trong 3 tháng hè. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bà này xem có đi nhờ không? Bà đi đâu về đây? Bà ơi! Bà đi đâu về đây? Bà đi ăn hát tu về thôi. Bà có đi về cùng cháu không? Hả? Bà có đi về cùng cháu không? Cho đi nhờ. Không. Không đi nhờ à? Bà đi ở bên kia thôi. À bên kia rồi à? Vâng, vâng, thế cháu cảm ơn bà nhá. Chào bà nhá. Vâng. Chào bà. Úi giời, bà cụ đi bộ nhá, bà lều bà ngay bên này rồi. Đi từ ngã tư về đây là cũng ác ấy. Nhờ. Đây lều bà bên này.